Sữa chuối. Có sandwich này và có kimbap. Kimbap đi. Một sandwich, một kimbap. Ừ. Ngày cuối ở Hàn rồi, bây giờ mình đi ăn miếng kimbap đầu tiên. Món sữa chuối nổi tiếng ở Seoul. Ngày cuối mới thử. Ngày cuối mới có thời gian đi ăn linh tinh, ăn vặt. Mấy ngày hôm vừa rồi đúng không? Chạy như vịt. Như nào? Vị nhỉ? Vị chuối. Đậm á? Ừ. Thế thử một hụm. Uống đi. Ôi, cũng đặc vị chuối luôn. Đây là cái sandwich nữa. Tình hình là nó hơi to. Toàn là rau bắp cải thôi. Có trứng như này. Ăn được không? Mà cái này nó cũng dễ ăn. Cảm giác bị ngọt ngọt. Yeah. Thế là vì có hành tây, cà rốt chứ. Sau khi chén xong bữa sáng ở một kiosk tại Myeongdong, bọn mình di chuyển ra phía tây của thành phố. Và đây là công viên Hanun Park, cũng là một nơi rất ưa thích để đi bộ ngắm cảnh của người dân Seoul. Lấy máy ảnh ngay nhé. Bây giờ thì vợ mình đang mua vé xe điện để lên đỉnh đồi Hanun. Rất nhiều người chọn đi bộ lên. Công viên Hanun nằm trong tổng thể quy hoạch World Cup Park ở ven sông Hàn, gồm nhiều khu khác nhau. Khu bọn mình tham quan hôm nay là khu vực đồi cỏ lau. À, nếu muốn thư giãn đỡ mệt sau mấy ngày gọi là leo lên leo xuống liên tục thì ngày hôm nay chọn sát sờ bớt này cũng được. Đây là thủy sam. Ngồi lên đến nơi ở đây quan sát thành phố siêu đẹp luôn. À, cả một góc, cùi góc kia một độ cao đấy. Đi ở mấy công viên thì việc đầu tiên là cứ xem bản đồ. Đây. Thực ra là cái Hanun Park này ấy, nó là một phần của cái World Cup Park này. Đây, bên này có cái quần thể sân vận động. Và mình thì là thực chắc là hôm nay mình sẽ chỉ tham quan ở cái khu vực này thôi. Cái khu vực này có một cái đồi đây, bọn mình đang ở đây. Cái đồi này là đồi cỏ lau. Sau đó thì bọn mình sẽ đi, sau khi chụp ảnh xong bọn mình sẽ đi xuống để đi cái hàng cây thủy sam ở dưới chân của cái đồi này. Từ đồi này có thể nhìn xuống con sông Hàn và toàn thể thành phố. Đây có cái gì ấy? Có cái gỗ họ tạo hình cái con chim à? Đang đậu kìa, đúng không? Ở góc này. Cái cành kia cơ. Còn con cú là con này rồi. Nhưng mà ở trên này cơ. Mình rất thích cái không gian thoáng đãng ở khu đồi cỏ lau này. Đi men theo các con đường nhỏ trong đồi là tha hồ ngắm cảnh chụp hình. Đây đã là gần đến điểm cao nhất của công viên Hanun. Mình vừa nghĩ ra một cái là trèo lên cái chỗ này, xong rồi vợ mình sẽ trèo ở trong để nhìn được cả cái cánh đồng lau này. Đấy mới là cái mình muốn. Đang xếp hàng chờ mọi người chụp ảnh. Vợ mình thì vẫn đứng kia. Bình thường mọi người lên đây thì hay chụp ở cái trái tim này, đứng ở chỗ đấy chụp, nhưng mà bây giờ thì hầu hết mọi người đều xuống dưới này và sau đó chụp từ trên này xuống. Ôi, vừa chụp xong rồi té rồi, mà kiểu chùm túi ni lông luôn. Nhưng mà sao nó phồng được như thế nhỉ? Nó có khung à? Nó như cái lều ấy đúng không? Trông như kiểu móc màn nhỉ? Nhưng mà đúng là phải móc màn thôi, ngoài trời lạnh lắm. Bây giờ mình sẽ đi xuống thôi. 12 giờ. Bây giờ đi xuống 12:10 chụp ở cái hàng cây thủy sam. Mình có xem trước trên Google Maps và biết ở phía dưới chân đồi có một con đường với hàng cây thủy sam rất đẹp. Thủy sam là loại cây thân thẳng và rất cao, cùng họ với cây thông. Ở tầm mắt người thì chỉ nhìn thấy các thân thẳng tắp tạo nên những trục đường thú vị. Như mọi người đã biết thì mùa này các cây thủy sam bắt đầu ngả sang màu đỏ rực. Và tất nhiên là không thể bỏ lỡ những khung hình ở đây. Đẹp nhờ. I can see you through a little far away.
Thân cây hỉ sao? Thân là rất thẳng. Just like shining stars, sorrow but I won't go. I've been always by your side. Trong này có một cái vườn nhỏ, mình thấy cũng đẹp, có mấy cái nhà gỗ. Nói chung ở trong Hanupat này có rất là nhiều góc mọi người có thể tự sướng được. Còn mình vừa mới chơi hết một buổi sáng ở đây, cực kỳ nhiều ảnh đẹp. Bây giờ thì sẽ bắt xe bus quay về Hongdae để ăn street food hoặc là gà rán hay cái gì đó. Sau một buổi sáng nhẹ nhàng ở công viên Hanun, bọn mình quay về Hongdae vì hôm nọ tới đây vào buổi tối và chưa đi được nhiều. Đi ăn với cả mua sắm. Đến giờ ăn trưa của mình. Ôi ngồi đây sướng quá. Nó ấm, nắng nó chiếu vào. Và có thể nhìn xuống dưới phố đi bộ Hongdae. Mình chưa lên hết nhưng mà cứ ăn đã, đói lắm. Ôi tớ thích cái kiểu khoai tây này này. Đói quá. Trừ cái vị ngọt ngọt ra thì ăn được. Có một cái gì lớp gì ngọt ngọt. Cái này mới đủ no. Món mình mơ ước đây rồi. Ăn luôn. Mình không nghĩ là nó nhiều, cái này trong ảnh nó điều hưu lắm rồi nhỉ. Nó rẻ đấy chứ. Có lấy nhầm shop to. Củ cải. Củ cải nướng. Ăn được không? Ngon lắm. Gà ngon. Trông ấy. Gà rất ngon. Cay cay rất nhẹ. Cay không cảm nhận được. Cay á? Hơi hơi thôi. Cái vỏ của nó ấy, nó có cái... Được không? Ngon mà đúng không? Lêu hêu vài miếng định xuống thì kia ăn thêm street food nữa. Nhưng mà mẹ nhìn mà... Như một con gà luôn. Ôi! Chiều này ở Hongdae rất là vui luôn. Rất là đẹp một chị ạ. Và mình sẽ tiếp tục mua sắm rồi. No bụng rồi, bây giờ là lúc tha hồ lượn lờ mua sắm. Hongdae nằm ở ngay gần các trường đại học nên rất nhiều các bạn sinh viên học sinh tới đây, đặc biệt là vào ngày cuối tuần. Nhìn cái gì thấy thích đúng không? Ở đây diễn ra đủ các hoạt động như các cửa hàng, sạp hàng thời trang, các quầy street food hay cả những buổi biểu diễn nghệ thuật ca nhạc ngoài trời. Không khí càng về chiều tối càng nhộn nhịp. Quán cà phê nào ngồi được không nhỉ, vợ nhỉ? Quán Jan Cooper kia có được không? Jan Cooper, hai hàng liền đấy, hai nhà liền. Đây này. Mặc dù ở Miêng Đông nhưng mà đến ngày cuối cùng trước khi ra máy bay mới buồn đến đây. Buổi đông đông dã man hôm nay thứ bảy, hôm nay tối thứ bảy. Bao tiền? 4.000. Một lớp đậu đỏ đúng không? Đây này, cái lớp đậu đỏ và dâu. Dâu rất ngọt nha. Cho xem con xin được. Hay là mua hộp dâu nhỉ? Ngon kia, dơ đây, dơ đây. Mình vừa mới mua một cái bánh strawberry mochi dâu và một ít nho. Nhìn ngon nhỉ? Đây anh em ạ, lời khuyên cho anh em là đừng bao giờ dính vào giày bóng rổ, sneaker.
cực kỳ tốn kém luôn. Nhìn đôi nào cũng thấy muốn khuân về. Hoàn thành nhiệm vụ, giờ đi về thôi, về pack đồ. Mình về rồi, thôi bye bye Seoul. Hả? Có.